Thủ đang thì đi phịch thì gặp bọn em Châu. Châu nhá. Châu khổng lồ. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Đấy rồi anh ơi. Nó không ấy đâu, anh quay thế thì ngất lâu rồi. Ngất đâu Châu. Châu. Ừ. Quá tuyệt vời. Châu. Ôi giời ơi, tí lại có rắn lưỡng rồi. Tuyệt vời. Anh em đã đến sông, chuẩn bị bắt ốc sông. Trên đường đi còn bắt được con rắn khá to. Số anh em lên núi lấy củi nha, lấy nướng và đi tắm sông, bắt ốc sông, hái sim. Đặt rực rà nha, nguyên sinh luôn nhá. Rắn đây, tí nữa nướng luôn. Là một con gà, 2 cân thịt ba chỉ, với lại là 1 cân sườn, mà có 5 người, cả thành cái con là 6. Một két bia và một lít rưỡi rượu. Tình hình là đã đói run hết tay. Thịt rất chi là nhiều. Đấy, măng này, chè rất chi là ngon nhá. Thiếu ơi, lấy cho bố điếu thuốc này nha. Đây rồi. Con thịt đây này. Đấy, còn rắn không thèm nướng em. Rắn này. Ăn hết đống này đi áng. Về Bành Đai, không hết thì về Bành Đai lại chiến tiếp. Bia đây, cộng lít rượu và lít rưỡi rượu nữa. Này ăn xong rồi xuống bơi luôn này. Hiểu nghịch cây hiểu, cháy thịt, nó nóng quá nó cháy thịt quá này. Hơi nhiều mồi đúng không? Chả nhiều. Bằng này người nè. Một con gà mới lại 1 cân thịt thì được. Ở đây còn 2 cân thịt, 1 cân sườn. Đây. Anh em thấy view đẹp chưa? Đấy, xung quanh thì là toàn vối rừng đấy nhá. Đấy, tí nữa làm ôm lá vối vào uống. Chưa hút. Giống mà lui ra. Tí nữa đấy để tí cái ấy con gà xuống á. Không, để cắt cái đấy không thì dao nó vào. Đây còn món đặc sản của mình nữa này. Cà đắng nướng nha. Hạt mít. Cái này cũng nhựa.
Đây. Bắn nút không đổ. Hạt mít nướng. Đấy. Đi lắc mà. Ăn xong là tắm xong là đi bắt ốc sông. Không nào uống rượu à? Ô thế còn để lại con gà gì? Con dê. Cắt con gà ra. Đâu không chặt mà xẻ ra thành từng mảnh. Đây rượu đây. Rượu ngô miên ná này. Tít rưỡi. Thánh nhá. Ừ. Đây rồi. Chưa. Đấy nó làm cái cốc gì. Thôi. Ôi, mời cả nhà nhá. Đây. Đây thành. Đây, nướng này. Nào, trước đi. Cắt cơn, cắt cơn. Ôi. Tuyệt vời. Nó mát. Để uống cái câu bia để uống rượu đây. Mà bia cũng được. Tùy. Đây là sau cuộc rượu hai thanh niên ngót nghét đã hơn 30 rồi thì bắt đầu ngã lăn ngã lộn. Người thì đó. Anh ơi lên trên chỗ nước chảy cho đỡ hoa mắt anh ơi. Lên chỗ nước nó không chảy bãi lưng như thiếu gì ốc. Nhưng mà tí nhớ mẹ phải bảo để chặt vối vào nhá. Đúng nước uống. Đây là quà này ba anh em thôi. Chuyển từ rượu sang bia rồi. Từ bia sang rượu. Mồi vẫn còn bát ngát. Còn một con rắn nữa còn chưa cả hơn cân còn chưa cả em sử dụng đến này đây. Còn cả một xương thịt khá dài. Bia thì mỗi anh em mới có 4 lon. Rượu thì 2 cốc. Mà anh vài cốc nữa là đi tắm bắt ốc quay về chiến tiếp. Anh em tí là lướng tắm tiếp. Ô thế nếu là trong rừng mà tự nhiên lại gặp thêm được mấy anh em. Quái gì. Đấy. Thấy chưa? Có cá to không? Cá bằng 2-3 ngón tay không? Có lại lưới mà em bắt được đấy. Ở đây sang Ái Quốc thì mấy? Vinh ạ. Bọn nó buôn pháo ra đi đường này ấy. Thì Ái Quốc ấy ra lý chi ma qua đường này ấy. Thạch Sơn. Ở đây lên đầu cao khoảng độ 4 cây nữa. Cái đường lên đầu cao. Vinh ạ. Đây lên đầu cao 4 cây nữa. Mình bảo chú là đường này lên đầu cao thôi. Đầu cao lên 4 cây. Có lỗi. Của anh em mình đi đây. Ở lối kia, ui giời ơi. Xong rồi chảo trước, chăn màn đây có hết. Anh em thích thì ở đây cũng được. Nếu mà chấm muối ớt kia thì đúng rồi. Nếu dầu dấp cá ở đây không thiếu. Quỳnh ạ.
rau dốc cá ở đây không thiếu, mới lá lốt ngày cứu đây, tí dẫn lên đây một đoạn nữa mẹ rau dốc cá đại lý chiều khóa xe ở bên kia. Ơi, tự nhiên là anh em đang để cắt cơn trong rừng để gặp được mấy anh em buôn hàng lậu chạy qua đây này. Ông bạn mình về ăn đắng không ăn được đâu. Rồi xong anh em đi cắt quét cá ốc sông các kiểu. Con nào điếu. Bắt ông sông thôi, bắt ông bạn về đắng không ăn được đâu. Anh không lên đâu. À xin nói với anh em nhá. Này xin nói với mấy anh em biết này. Anh qua đây. Riêng con ốc mà như con ốc ruộng ở nhà mình ấy mà anh bắt ở đây ấy. Không, ăn được nhưng mà nó đắng. Ôi giờ thế sao? Phải Huỳnh biết, phải Huỳnh biết. Đây cốc của nó đây này, nó vẫn chưa làm ốc nào này. Cốc của anh em con đưa nó hết chưa? Vinh ơi, từ đây ra cẩm đàn, từ đây là 16 cây. Nói sắp chết, thì về mực sao này, cá chỉ này. Nói thật sự là đúng lý ra là khổ thân con gà này để định chiều về Vành Đai ăn lốt, nhưng mà qua chú Vinh lên đây gái nhìn con gà này. Con cái mình nuôi kìa. Ai nói mình sáng lên con gì đâu. Yên tâm, còn con rắn hơn cân kia nữa mà. Nhưng mà mày đến đây sớm mà còn ăn sớm tao. Đấy có kiểu gì, tao ăn đúng cái rảnh sườn. Thì mẹ mình không ăn mình biết gì nào. Đây ăn hai cổng cấu. Ăn hai cổng cấu. Ăn một cái, cả một bản sườn tôi ăn à. Anh nói ăn hai cổng gà. Vinh mà nó nói bảo là nó nói đây, hai anh em đi là lên đi mua lưới rồi. Mẹ ông về chặt cho nó mua. Nó đi đâu, mình bảo Khải cầm lưới, tưởng ông Khải cầm lưới rồi. Lưới kia đây nhưng mà lưới to hơn ngoài này, con đánh được, đánh chưa không đánh. Thế là bảo đi mua nước, bảo đeo lưới đi. Túi ốc kìa. Đấy. Cái này chỉ chen hai mới đi một tí rồi mà kia ốc xong đấy. Được, tí nữa. Uống rượu xong rồi, chuyển sang đi bắt ốc rồi. À đi tắm. Đánh cá thịt rắn tiếp tiếp. Đã. Mày gặp ai? Đưa đi. Lên thùng đâu, qua thùng của Khải kìa. Đấy, thùng trên kia anh qua đây. Thùng bọn anh vừa lên đi. Đi cùng đấy hoặc là đi lên trên nữa. Cái xoang vẫn ở Bú Chi ấy anh ơi. Tan hoang rồi. Gặp thêm mấy đối thủ tan hoang rồi. Bia còn rất nhiều. Rượu vẫn còn. Cảm ơn. Đẹp vô. Hôm nay anh em đi bắt ốc này, đánh cá này. Còn cho anh em đắp suối để bắt cá này. Rắn nước cắt cơn tiếp. Giờ là đến tiết mục 2. Đấy, ốc sông này. À bên đấy còn cái túi ốc sông treo đấy nhá. Ốc sông
đây. Rắn nướng lên. Còn đây là cá măng. Ui dồi ôi, ra cái lấy cái chai ốc kia trong ấy có một con chuột chuồn thôi, một con kia mang dưới. Chai kia toàn ốc toàn đấy, chỗ chú đông nhá, nướng nướng cắt cơn luôn. Giờ đến tiết mục bia rắn rượu rắn. Mực cô đét à? Ui dồi ôi, mực cái gì đây? Mực với cái gì đây? Rắn đây. Thịt rắn đây, mời cả nhà nhé. Đi rừng mà không tiết rắn này. Ra ta đây. Cắt cơn đi. Này, cắt cơn. Làm gì này vào?